Đây tôi đi một vòng cái đài cột mốc số 0 đường Trường Sơn tại Tân Kỳ, Nghệ An đến Lộc Ninh, Bình Phước. Tượng đài mô típ theo hình khối cắt ở giữa và nhìn về bốn hướng, mang hình người khảm ở phía trong, thì nửa khối trên là phần đầu và cổ là khoảng cắt giữa, và nửa phần dưới là phần thân. Nó thể hiện được cái sự chia cắt hai miền và bắt buộc mở đường Trường Sơn để vào giải phóng miền Nam. Hai anh em làm cái đi. Vâng.